giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ, 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đánh lễ chư tôn và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 4 năm 2022, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay học kinh Tương Ưng Sanyutta Nikaya chương 5 Tương Ưng Tỷ Kheo Ni bài 4 kinh Quý Trái Gia Xuất Tăng thấu hiểu bản chất Tỳ Kheo Giác Đặng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiệp đa tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh Đại Bãi Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, tức là hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thành chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho cái niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Trong kính thương ngày thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh Lễ Bái Tam Bảo, tiếp tục chương trình xin thỉnh ngày hòa thượng Giác Đặng dẫn nhập cho bài học Nam mô Bụt Tha Giá. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh Lễ Bái Tam Bảo, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đặng dẫn nhập bài pháp tọa ngày hôm nay. Con kính thỉnh ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thì cuộc sống của chúng ta thường có hai cái nhìn. Một là chúng ta nhìn mặt nổi ở bên ngoài, hay là chúng ta nhìn chiều sâu của vấn đề. Và có thể nói một cách chính xác hơn là có khi chúng ta quen nhìn theo hiện tượng, và đằng khác chúng ta có thể nhìn xuyên qua bản chất. Hai cái đó thì hẳn là tương đồng với nhau. Có khi ở bên ngoài nhìn rất là phồn vinh, nhưng mà sự bản chất thì nó không có thực. Có khi nhìn cái ở bên ngoài rất là đẹp, nhưng cái bản chất của nó thì nó không liên quan gì tới cái đẹp hết. Ý nghĩa này sẽ được nói đến trong bài kinh nghiệm hôm nay. Khi mà ác ma đến muốn nói với Tỳ Kheo Ni Ucchaya về một cái đời sống dục lạc, tuy nhiên vị thánh ni này đã trả lời về cái sự giác ngộ và bản chất thật của đời sống. Mời quý Phật tử nghe chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài kinh hôm nay. Quý vị đọc cho phần chánh kinh. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài pháp toàn ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay: thấu hiểu bản chất kinh Quý Cha Giá. Quý Cha Giá Xuất Tăng, chương 5, tương ưng tỷ kheo ni. Thế giới của hiện tượng luôn phô diễn với muôn màu muôn sắc, nhưng bản chất luôn có những đặc tánh không thay đổi. Bản chất đó thường được quán chiếu bởi hành giả tu thiền quán qua các án xứ vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh. Hiểu rõ bản chất thì tâm ít bị dao động ngay cả khi đối diện với lực chi phối của ma quân. Phải lắng tâm đọc kỹ câu chuyện để cảm nhận sự vĩ đại, cao khiết của những con người thời Phật tại thế xuất gia trong thuở thanh xuân, từ bỏ mọi dục lạc tiện nghi để sống tịnh mặc giữa rừng sâu. Đối với những vị ấy, quá khứ và con trở thành vô nghĩa và chẳng truy cầu gì những sở y ở tương lai. Kinh văn: tại Sawatthi, vào buổi sáng, Tỳ Khưu Ni Quý Trá Gia đắc y. Sau khi đi sâu vào rừng, vị ấy tĩnh tọa dưới một gốc cây. Rồi ác ma muốn làm Tỳ Khưu Ni Quý Trá Gia run sợ, hoảng hốt, kinh khiếp, rời xa thiền định để đến gần và nói lên kệ ngôn: nàng trẻ trung xinh đẹp, ta cũng độ thanh xuân, ngọc nữ hãy cùng ta vui thanh âm ngũ nhạc. Tỷ khưu ni Quý Trá Gia tự nghĩ: ai đã nói lên kệ ngôn này, người hay phi nhân? Tỷ khưu ni Quý Trá Gia xét thấy: chính ác ma muốn khiến ta run sợ, hoảng hốt, kinh khiếp để từ bỏ thiền định đã nói lên kệ ngôn. Tỷ khưu ni Quý Trá Gia biết được đấy là ác ma, liền nói kệ ngôn: sắc, thinh, hương và vị cùng những thứ xúc lạc, ta nhường hết cho ngươi. Ma ta không cần, ta đã nhàm đã chán, thân bất tịnh hệ lụy, mong manh hệ hư hoại, ta nhổ tận dục ái. Có người trong quải sắc, có người trong vô sắc, có người thú thiền tịnh, ta diệt mọi mê tối. Ác ma biết được Tỷ khưu ni Quý Trá Gia đã biết ta, phiền muộn và thất vọng biến mất ngay chỗ ấy. Thích văn: rupa sắc đa rá sa gán tha, sắc thinh vị hương. Phất tháp ba trá manorama và những xúc khả lạc. Nikya tá gia mí, ta trao hết cho ngươi. Maranaham tenat thí ca, hỡi ác ma, ta chẳng cần. Imina putika yena, tấm thân này bất tịnh. Phinda nena pa phan guna, mong manh dễ hư hoại. Atti yami ha ra yami, ta nhàm chán hổ thẹn. Kamat tan nha sa mu hata, ta nhổ tận dục ái. Ye cha rupu aga satta, có chúng sanh trong quải sắc. Ye cha arupatha vino, có chúng sanh trong quải vô sắc. Ye cha santa samapatti, có chúng sanh chứng đạt thiền tịnh. Sappatha vihato, ta xua tan bóng tối mọi nơi. Thích nghĩa: tỳ kheo ni Quý Trá Gia nguyên là bạn thân của thánh ni
mà khi cả hai chưa xuất gia, sau này khi tỳ kheo ni khem ma xuất gia thì quý cha giá tham mục thăm người bạn cũ và phát tâm tu theo con đường thoát tục. Chính thánh khi khem ma là truyền giới sư cha vị này. Ngũ nhạc theo sớ giải là năm thứ nhạc cụ. La ta ta, quý ta ta, a ta ta, quý ta ta, su si ra, gana, trống, phách, đàn, sáo, kèn. Chữ phin đá nên ná theo sở giải mang ý nghĩa là pháp có bản chất tan hoại. Phích trá ná sáp pha quá tỳ kheo giác nặng dịch và biên soạn giải trình và chánh kinh. Đến đây con đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Cung thỉnh ngài. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và Chúng Tăng. Chúng con kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Trí, Đại Đức Từ Đức, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử và sẽ bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivade Miso Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sāvaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo, lập Phật Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ với đức Tam Bảo hàng giáo hộ đến Chư Tôn Đức Tăng. Quý tu nữ cùng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, thì chúng ta nghe được cái kinh văn trên một tinh thần phải nói là liên quan đến ngũ trần, tức là sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, chính là cái bản chất của cuộc đời mà tất cả chúng sinh thường thường đối theo thế thường, tức là tham tiền tài, danh vọng vật chất để mà thụ hưởng. Còn nói theo tinh thần của kinh văn thì năm cái món thứ khoái lạc này mà tất cả chúng sinh đeo đuổi chạy theo, đã đau khổ với nó từ tiền thân cho tới hôm nay, và nếu không có tu tập thì mãi đau khổ về sau. Có thể nói rằng tham ái làm nhân, tham ái làm duyên. Duyên cái gì? Tham ái này duyên cho cảnh trần này là điều căn bản đối với người phàm phu tục tứ. Mà bị cái sự dẫn dắt, bị cái sự bao trùm từ quá khứ cho tới ngày hôm nay và cho tới mãi ngàn sau trong độ luân hồi là như thế. Chỉ có một người thật sự nhàm chán, sợ hãi và biết từ bỏ, xuyên qua bản chất của cuộc đời đó, sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, vân vân, nó là một món mồi, nó là một cái sự sống của người, của tất cả chúng sinh. Chúng sinh chạy theo nó, bị vướng mắc theo nó và đau khổ bao đời nay. Chỉ có một người có một chí tâm, chí cầu, sợ hãi, nhàm chán và hướng đến cái tâm cầu xả ly, cầu giải thoát. Mà muốn cầu xả ly, cầu giải thoát đó phải xuyên qua cái giá trị của thiền quán hay là
người ta biết quán được bất tình, quán về vô thường, khổ não, vô ngã của các pháp đó. Có thể nói rằng các pháp tùy miên ở ngầm nó xuyên cho tham tùy miên, sân tùy miên, nghi tùy miên, mạng tùy miên, vô minh tùy miên, để tất cả chúng ta nó ngủ ngầm như thế thì quý vị biết dễ dàng bắt gặp cảnh. Mà ác ma hiểu và biết như vậy cho nên đi đến để chiêu dụ, đi đến để nói cho vị tỳ khưu ni này đang có cái tâm tu tập, đang có cái tâm xả ly, đang có cái tâm nhàm chán, và vị ấy đã khước từ năm cái ngũ dục, năm cái ngũ dục đó mà chính là hỡi mà mắt quay lấy cảnh sát, tai nghe tiếng, đây tức là ngũ nhạc đó, ngũ nhạc đó, tức năm thứ cái món vật dụng của đờn ca hát sướng mà chúng ta được nghe thích nghĩa trong chú dạy. Rồi cũng vậy, nó đi hỡi mà sắc đẹp thì tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc nó bao trùm. Một người biết tu tập á, thì người ta có cái sự thu thúc, người ta có cái sự ngăn chặn từ buổi đầu. Khi các cảnh trần, khi các căn này tiếp xúc với các cảnh trần và thức phối hợp khởi sinh lên, mà cả ái cả hỷ cả lạc, khi tâm nó nhiễm rồi thì nó chạy theo, nó tắm nhiễm, nó say mê và nó không thể nào bỏ và lột ra được. Thì bốn cái lý mà để đi diệt trừ, để ngăn ngừa cái tham dục này xuất hiện, đó tức là quán về bất tịnh, quán về vô thường, quán khổ não, quán vô ngã. Dù cho có đẹp, có hay cách mấy, nhưng tất cả sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đều có một cái bề trái của chính nó. Chính là nếu nói về sắc thấy đẹp như vậy, nhưng trong cái sắc đó nó chứa đựng nhiều cái bất tịnh, nhiều cái đau khổ, cũng như trong cái tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc cũng vậy. Cái tai này đẹp, cái mắt này đẹp, cái mũi này đẹp, cái thân này đẹp, vân vân, thì tất cả đều được ở trong kinh có dạy. Chúng ta nhớ lại trong kinh Đức Phật này dạy ngũ trần, hay trong cái kinh mà nói là tội của ngũ trần, thì phàm phu say đắm. Nhưng quả thật nếu nhìn kỹ, xét kỹ, thì ngũ trần này, sắc đẹp, tiếng hoi hay hương vị ngon, xúc lạc này, bởi vì một vị tỳ kheo ni đã thấy được, đã biết được cái nguy hiểm, cái sự tác hại của chính nó, mà khước từ với cái lời mời của ác ma. Chúng ta nhớ như vậy. Vì thì có nên bước chơi ra đã khước từ ác ma, đang mời gọi, đang chào đón một cái ngũ trần hết sức là đẹp, hết sức là tốt. Có thể nói rằng nếu như chúng ta tu á,
thì mọi việc nó là chuyện khác. Nếu chúng ta tịnh tu, nếu chúng ta có cái tâm mà chúng ta xả ly cầu đạo giải thoát đó, thì ma lực ác ma nó khó có cái xâm nhập. Nhưng nếu chúng ta không có tâm tu, chúng ta yếu thì phải nói rằng là dao động ngay, không dễ dàng. Bởi vì tại sao có một số người người ta tu tập rất là lâu, có một thời gian dài, nhưng cuối cùng là cũng bị rớt, bị ngã. Bởi vì phải nói rằng cái ngũ dục tiền miên, cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sục lạc tiền miên nó đã khởi sinh lên. Và dù khi người ta giữa chừng người ta đã chầu thua, đã bỏ cuộc. Đức Phật này ví dụ ngũ trần ở thế gian nó như là cái gì? Nó như một khúc xương khô. Tại sao nó muốn khúc xương khô mà nó không có thịt? Nhưng quý vị có biết khúc xương khô là một món mồi ngon của một lũ chó đói. Khi một cục xương rớt xuống thì cả bầy chó giành giật. Hai con chó đang thân nhau lại trời đừng cho cục xương rơi xuống. Cũng nói lên cái sự thân tình, cái sự tốt đẹp giữa hai người. Nhưng nếu như có một xuất hiện của một bóng hình, của một bóng hồng, của một bóng hình là nam hay nữ, nếu như nữ là bóng hồng nam xuất hiện, nếu như nam là bóng hồng nữ xuất hiện, mà lại mà không nghiêm túc á, thì tình bạn nó mất. Còn ở đây cái khúc xương khô mà lũ chó đói á, nó gặm. Quý vị có biết nhiều con chó đó, nó chỉ nghe cái mùi thôi, nó không biết cái khúc xương này nó gì, nó không biết được khúc xương này không có thịt. Nhưng nó thấy khúc xương là nó gặm, nó gặm nó đi, nó tưởng đâu rằng nó đã được no say, nhưng cuối cùng nó vẫn đói mệt mà nó đang gặm khúc xương. Thì cuộc đời này Đức Phật nói ngũ trần nó như vậy đó, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc đạt, nó thật nó không làm vừa lòng chúng ta đâu. Và nó cũng là nó cứ mãi, nó cứ thấy quá ngon mà nó đói mãi, cho nên cứ đi tìm mà thực sự ăn không được mà cứ gặm. Ở cuộc đời này cũng vậy đó, một số người cứ chấp thủ giữ gìn bỏng sẻn, bao nhiêu là tiền bạc, bao nhiêu là điều kiện, người ta cứ giữ, người ta không muốn cho nó mất. Nhưng cuối cùng rồi nó cũng vô thường, rồi nó cũng phải mất. Cũng như khúc xương này, con chó nó cứ gặm mãi, hãy con chó nào tới tấn công là nó tấn công, con chó nào tới mà giành khúc xương cho nó tấn công, hay cả bầy chó đói đó đang giành một khúc xương. Thì kính thưa quý vị, quả thật là như thế đó. Bởi vì một bầy chó đói này như thế nào thì nói đến cái lòng tham của con người, nó cũng như là lũ chó đang đói. Nó cứ gặm, nó cứ liếm miếng xương nó hoài, nó không có no được. Vì nó không no được mà nó cứ nghĩ rằng xương này chứa đầy thịt, cho nên nó phải gặm, nó phải làm như thế đó. Và ngũ trần này nó như một cục thịt thối, nó như một cục thịt thối, được một cục thịt thối. Đức Phật này cũng ví dụ như một cục thịt thối mà cả bầy quạ nó giành nhau, nó giành ăn nhau. Hỡi một con quạ nào nó có được tha đi thì những cái bầy quạ khác bay theo và cắn giật giành với nhau, mổ xẻ nó. Và có đôi khi nó cắn nhau cho tới chết. Và ngũ trần nó đau khổ như thế. Có một điều mà chính trong kinh đã dạy, ngũ trần này nó như cái gì? Nó như bó đuốc mà chúng ta cầm ngược gió, nó cháy chúng ta. Khi chúng ta hưởng cái ngũ trần, chúng ta tưởng đâu là hay, nhưng sự thật đó chính là nó cháy ngược chúng ta. Dù cho là tu hay không tu gì cũng vậy, đối diện với ngũ trần này, ai mà thụ hưởng thì người đó
phải đau khổ. Nó như là một bó đuốc ngược chiều gió. Mà khi chúng ta đang đi ở trong màn đêm thì cái đuốc nó là một vấn đề, bởi chúng ta phải đưa cái đuốc lên trước để chúng ta soi đường, để chúng ta đi, vân vân. Thì phải nói rằng chúng sinh đang bị thiêu đốt, đang bị nóng bức ở trong cái cuộc đời, trong cái ngũ trần đó. Nhưng chúng ta nào biết cái điều mà chúng ta mong ước, cái điều mà chúng ta mong chờ. Ngũ trần nó như là một giấc chiêm bao rất đẹp, nhưng mộng tan rồi mà chúng ta chưa tỉnh. Và để chúng ta vỡ mộng, nhưng chúng ta không vỡ mộng được. Kiếp chúng sinh con người đối với ngũ trần này không bao giờ vỡ mộng được, cứ ôm ấp và mơ và mộng mơ mình sẽ như thế này, mình sẽ như thế kia. Nhưng rồi đâu ai biết được chuyện nó như thế nào. Như chúng ta thấy ở Việt Nam hiện nay, trên báo đài chắc quý vị cũng có đọc, biết bao nhiêu người mà cho rằng là đại gia nghìn tỷ đó, họ nghĩ rằng tiền bạc sẽ che chở, tiền bạc sẽ phủ đầy cho tất cả. Nhưng bây giờ họ đã vướng vào những án tù, án phạt. Họ tưởng đâu là đó chính là ngũ trần, nó giống như chiêu họ đang mơ. Nhưng bây giờ không biết khi vào tù họ đã tỉnh giấc chưa. Tính được cái nhìn của chúng tôi thì họ cũng chưa tỉnh giấc. Bởi vì sao? Bởi vì như một số người bị bệnh dịch Covid, trong tay họ có nhiều tiền, họ có nhiều quyền lực, nhiều tiền bạc, nhưng họ chết trên cái đống tiền đó. Bởi vì vào lúc mà thuốc nó chưa có, Việt Nam nó chưa có thuốc, và ngay cả trên thế giới cũng vậy, nó cũng chưa kịp sẵn sinh thuốc ra, hay thuốc nó cũng không điều trị được. Như là ông tỷ phú ở Mỹ đó, ông tỷ phú New York đó, có ông tỷ phú người Mỹ đó, ông cũng chết vì bệnh dịch Covid này. Bởi vì cái tiền nó phải là giải quyết được tất cả, nhưng chúng ta đang bao giờ đang mộng mơ nó cũng như thế đó. Thì ngũ trần này nó rất là nhiều thứ mà được Đức Phật ngài so sánh. Một điều Đức Phật ngài nói thôi chính là phải từ bỏ, phải nhìn cái ngũ trần bằng một cái nhìn của cái gì như là một con chó gặm xương. Phải biết nó thật sự không có thịt, như một bầy quả thế ăn một miếng thịt, như một con quả tha được một miếng thịt thối, miếng thịt không được ngon là nó thối rồi, mà cái bầy quả lại giành cắn xé nó đưa đến chết. Thì ở đây cũng như là cái sự tù tội của những người đang có tiền và tương lai thì không biết. Những điều mà quý vị ta thấy đó thì bằng những cái động cơ gì chúng ta không quan tâm, nhưng hay hoặc là ý đồ gì của như thế nào chúng ta không ấy trước. Nhưng họ lúc họ đương cầm họ có tiền, chắc họ nghĩ họ là vua, họ nghĩ họ là vĩ đại, họ nghĩ là họ là tất cả, nhưng mà thật không có như thế. Bởi vì pháp nó vô, ngũ trần này nó không thật, nó không thật như chính chúng ta. Và chúng ta đang suy nghĩ, Đức Phật này cũng xác nhận, xác định rõ ngũ trần nó có một vị ngọt của nó, mà nó vừa lòng khái khả hỷ khả lạc, nhưng nó chống tàn chống phai, nó bị sự vô thường, nó bị sự khổ não, nó bị sự vô ngã, phải từ bỏ, phải xả ly. Mà phải từ bỏ, phải xả ly đó xuyên qua cái gì? Xuyên qua cái sự tu tập thiền quán, dựa trên cái sự bất tịnh, dựa trên cái sự vô thường, dựa trên cái sự khổ não, dựa trên cái sự vô ngã. Thì chúng ta thấy, có thể nói rằng là một con người tu tập không đơn giản, cũng như là để mà được một cái tâm vững vàng, để một cái tâm vững vàng như tỳ kheo Vichaya này, thì là một người hết sức là
căn bản. Khi nghe cái sự chiêu dụ của một âm thanh cất lên, nàng còn trẻ trung xinh đẹp, ta cũng độ xuân thì, ta cũng thanh xuân, ngọc nữ hay cùng ta vui thanh âm hữu nhạc. Khi được cái sự mời gọi như vậy, thì Bibi có nên suy nghĩ ai, người hay là phi nhân, xét thấy chính là ác ma. À thì vị ấy đã từ chối, đã từ bỏ, đã khước từ ngay. Cái người cần ta nhường cho hết, ta không cần, ta nhàm chán, ta đã sợ thân bất tịnh, hệ lụy mong manh dễ hư hoại, ta đã nhổ tận gốc rễ. Có người trong cõi sắc, có người trong cõi vô sắc, có người trú thiền định, ta diệt mọi mê tối. Dù cho chứng đắc hay là có người đã chứng đắc, đã thành tựu thiền định đạo quả, diệt tận mọi cái sự khổ đau đó, diệt tận mọi cái sự khát vọng đó, chúng ta sẽ làm như thế. Thấy Rupan sát đang nói sanh phốt thấp băng giá tí đăng. Mà trong kinh Tâm Chi Bộ á, chúng ta nhớ không một chuyện mà để chúng tôi nhắc lại. Đức Phật Ngài khẳng định Na hăng phí cơ vê a nhăn e cơ Rupan sát đang nói sanh phốt thấp băng. Ta không thấy một sắc thinh khí bị xúc nào khác bằng Purishachitang Pariyada và tích tử và thầy gì đằng xâm chiếm bằng người trị tâm của người đàn ông bằng sắc thinh khí bị xúc của người đàn bà, và ngược lại sắc thinh khí bị xúc của người đàn ông xâm chiếm bằng người trị tâm của người thế. Nhưng Đức Phật Ngài xác định đó chính là một vị ngọt nó có, nhưng nó sẽ chống phai tàn, nó sẽ bị vô thường, bị cái sự khổ não, nó bị cái sự vô ngã, cần phải xả ly, cần phải từ bỏ. Và cái xả ly, cái sự từ bỏ đó đã được tùy theo cái chay gia này, vì ấy ngài đã hiểu được cái bản chất, một cái tính của ngũ trần, và vì ấy đã sợ hãi, vì ấy đã không quan tâm tới, vì ấy đã tiến tu. Thì chúng ta thấy có thể nói rằng là để mà được một cái sự hướng từ đó, được một sự xả ly đó là từ tiền thân, vì này đã tu tập. Cũng như chúng ta phải nhớ, phải biết xả ly. Phải xả ly cái gì? Những gì chúng ta có. Đối với sắc đẹp cũng vậy, đối với mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Và dẫu cho sắc đẹp này là nói một cách cao hơn, nhiều hơn, tổng quát hơn, không chỉ là cái sắc đẹp mà là cảnh đẹp, tức là cái đẹp, cái hay, cái sắc đẹp, cái hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Sắc đẹp này là cảnh và vật, cảnh vật hay là người và cảnh, người đẹp hay là cảnh đẹp, tất cả hình thái nào rồi cũng tàn phai, nó bị cái sự vô thường. Và trong cái gì, trong cái sắc đẹp đó, dầu cho con người có đẹp như thế nào thì con người đó nó cũng chứa đựng 32 thể trần. Giờ nói đến cái bất tịnh đó, quán về bất tịnh của thân và tâm này, của thân này thì chúng ta thấy là khủng khiếp rồi. Dầu cho đẹp cách mấy cũng vậy, người ấy phải có cái gì? Người ấy phải bị 32 thể trượt, tức là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tỷ, đàm, mồ hôi, nước mắt, rồi nước tiểu, rồi ruột già, ruột non, vân vân. 32 thể trượt đó. Cuộc đời này nó như là một tấm màn nhung. Nó là kịch diễn của sân khấu. Khi tấm màn nhung khép lại, thì những vai diễn của cuộc đời là người đóng vai, vai chính, vai phụ, vai thứ, vai hầu, vai gì, tất cả đều nó đồng nhau hết. Là khi tấm màn nhung khép lại, tất cả mọi người
buông bỏ những cái vật phẩm trang điểm, những cái tuồng đó, trở về là cái đời sống bình thường. Thì như cuộc đời cũng vậy, dù cho đẹp hay không đẹp, dù cho xấu đẹp, tốt xấu, xa gần, giàu sang gì đó, nhưng đều cũng vướng vào 32 thể trường này thôi. Và khi chúng ta thấy sắc thân của chúng ta, một con người đó có đẹp cách mấy cũng vậy, cũng là cái gì? Con mắt có đẹp thì con mắt nó cũng có thể trường của con mắt. Cái miệng nó đẹp thì cũng có thể trường của cái đẹp, cái tai, cái mắt, cái mũi, cái lưỡi, tất cả mọi thứ, mọi điều của thân này thì nó cũng là mồ hôi, nhơ nhớp, đầy đủ tất cả, mà nó phải cái gì? Nó phải có cái, nó cái sinh hoạt của lớp da, của cái mồ hôi, của cái xác thịt này là nó chứa đựng. Nhưng nếu khi mà người ta bị cái gì, người ta bị cái tham ái nó dẫn đầu, người ta quên đi cái bất tịnh của nó, người ta không thấy bất tịnh của nó. Nhưng điều mà đứng trên cái nhìn thì cái người tu tập á, người ta thấy cái bất tịnh của nó thật khủng khiếp. Và cái thứ hai nữa là cái tâm của con người, cái bất tịnh này của thân và tâm này cũng như thế, tâm này nó nhiều cái phiền não, nó nhiều cái điều tội lỗi. Thân đã không sạch, tâm cũng không sạch. Mà khi tâm phiền não như vậy đó thì nó cũng như là cái tâm con người mà nó không tốt, tâm không sạch đó chính là tâm bị tham bị phiền não, tức là sắc đẹp tiếng hay tâm tức là bị tham, bị sân, bị si, vân vân. Và kính thưa quý vị, một con người tu tập nó biết thì dầu cho là người đẹp hay là cảnh đẹp gì thì nó cũng đều là phải đi qua hết bởi vì cái sự vô thường, vì cái sự khổ não, vì cái sự vô ngã nó chi phối và nó phân kỳ. Sau mà cảnh nó đẹp mãi rồi nó cũng tàn phai, nó đổi thay theo quy trình của sắc pháp, xin lỗi, quy trình của tứ đại. Còn kiếp con người chúng ta nó theo thời gian rất là nhanh chóng. Trong cái thời gian đó 20 năm cuộc đời, 30 năm cuộc đời của tuổi thanh xuân, 40 năm cuộc đời của tuổi thanh xuân, rồi 2-30 năm của tuổi trung niên, và còn lại 1-2 năm, 5-10 năm gì của tuổi lão niên cũng phải chết. Mà đâu phải 3-40 tuổi rồi mới chết, 4-50 tuổi, 50, 60, 70, 80 rồi chết, mà chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên nói về cái sự vô thường của thời gian, rồi chúng ta phải mất đi cái gì? Cái sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc này, biết bao nhiêu cái sự phân kỳ phân ly của một gia đình im ấm, là chồng phải ra đi, vợ phải ra đi, con phải ra đi, vân vân. Với những nạn tai, với những cái điều mà người ta không thể ngờ tới được. Tại sao người ta không thể ngờ tới được? Bởi vì kiếp con người nó mong manh. Cái mà chúng ta có được đó, sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, mà là một thuận duyên. Mà chúng ta nói rằng cái phước công đức từ tiền thân bây giờ hưởng được, chúng ta tưởng chúng ta hay, chúng ta ngon rồi, nó cũng sẽ biến mất. Và khi cái duyên nó không còn hiện hữu với chúng ta nữa. Bởi vì vì vậy như thế, với cái người mà tu tập á, thì người ta biết tu á, thì người ta mới thấy được. Phải nói rằng là cuộc đời nó tiếp nối giữa cái vui cái buồn, cái cảm lạc cái cảm thọ, vừa lòng không vừa lòng. Mình ngoài trừ chúng ta ngủ thôi thì chúng ta mới có cái lạc nó xả thôi, chứ còn phải nói rằng là không thì bình thường. Thì tâm của chúng ta nó có hai trạng thái của cái gì, khổ hay là trạng thái của lạc, của vui hay của buồn. Thì khi chúng ta ngủ mới không vui không buồn, hay cảm giác lạc, cảm giác khổ nó như thế. Hay là nói một cách căn bản nữa, tức là cái tâm của chúng ta nó sẽ là thiện hay là bất thiện.
ngoại trừ khi chúng ta ngủ nó là vô ký thôi, nó hôn phần, cái tâm hôn phần đơn và hôn phần thì vô ký đó. Còn không thì nếu như chúng ta thấy thì ngủ trần với sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc xung quanh ta, xung quanh ta, cho nên mắt nghe mỗi ngửi lưỡi nếm này, nếu như chúng ta biết tu quán về bất tịnh, cái thân này bất tịnh, cái tâm này nó cũng bất tịnh, cái thân này phải bị cái sự vô thường, phải bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã, cái tâm cũng như thế, rồi nó cũng sẽ vô thường, bị khổ não, nó bị vô ngã. Cái tâm nó vô thường, cái thân nó vô thường, chúng ta thấy chúng ta mới bé khi nào mà bây giờ đã là lớn tuổi, đã xuân thì rồi, đã 30-40 tuổi, 40-50 tuổi, và bây giờ 60-70 tuổi, vân vân, thì đó chính là vô thường của thời gian, kiếp sống con người đã thay đổi. Chúng ta hiện hữu đang sống là hiện hữu chúng ta đang rời xa cái sự sống mà gần cái chết. Thời nếu như nói về thời gian thì chúng ta đang xa sự sống gần cái chết, đó là thật mà. Nhưng nếu như biết tu thì mới nhìn được cái điều đó, mới thấy được cái điều đó, thấy được cái sự vô thường của thân xác này, nó sẽ tàn tạ và nó sẽ kết thúc. Còn cái tâm á, thì nó diễn tiến liên tục rồi quý vị. Tâm nó thay đổi, tâm nó thay bao giờ dừng chân, dừng bước lại được. Nếu như chúng ta biết được, hiểu được cái thân tâm, hay là cái ngũ uẩn này nó vô thường, nó cách theo tinh thần ngữ á, tức là cái ngũ uẩn đó nó phải bị cái sự vô thường, bởi vì còn hiện hữu cái ngũ uẩn này cho nên mới đau khổ, cho nên vị tỳ kheo, vị chủ tinh ni, vị cha già này sợ hãi, bởi vì sợ hãi trên cái gì, trên cái ngũ trần, hay trên mà nó xuyên qua cái tấm thân ngũ uẩn này, nó vô thường, nó khổ não, nó vô ngã. Rồi khi nó có sự đổi thay, có thân thì phải cái gì, phải chịu bệnh hoạn, phải chịu khổ sở, phải chịu cái sự đau đớn giống, cũng như là những cái cảnh mà nó mất đi, hay những cái cảnh nó xảy tới cho ta, làm tâm của chúng ta nó đau đớn, hay là chính cái tâm không có vui, tâm không có tu, tâm không vui, tâm không tu thì vì ấy là đang đau khổ về tâm, đau khổ về cái tâm chia lìa, cái tâm thất bại, cái tâm sân hận, cái tự tâm tham ái, nó làm đốt nóng con người chúng ta không có bình thường. Cho nên nếu như chúng ta có cái sự tu thì tất cả mọi việc là một hình thái mà chúng ta cần phải có sự tiến bước, và chúng ta khước đi, chúng ta từ bỏ. Còn nếu như chúng ta không tu thì là rất là mệt mỏi. Và rồi cũng vậy, cái gì mà chúng ta cho nó là của cải, nó là hay, nó là tốt đẹp, nó là của ta vĩnh viễn. Nhiều khi chúng ta thấy một người, người ta thấy người ta cần một vài ba triệu để sống qua ngày, hay vài ba trăm, hay vài ba chục, hay là không có một đồng tiền mà người ta cần một miếng ăn, cần một miếng uống, cũng là rất là khó, nhưng cũng lê lết rồi sống qua, bởi vì cái trì nghiệp nó phải gây cái sự khổ đau như vậy. Rồi người ta nghĩ rằng người ta khát vọng, người ta làm sao có được tiền. Và có một số người quá dư thừa thải tiền bạc, cho rằng mình không thể nào mà mình đói, mình không thể nào mà mình có thể đói khát, có thể đói rách được. Nhưng cuộc đời này họ đâu có bằng các cái vị vua, các nhà chính trị. Nhưng rồi thì đất nước đổi thay, cái hoàn cảnh đổi thay của đất nước, của chẳng hạn như giờ bị xâm lăng, bị xâm chiếm của, mà chúng ta thấy các vị vua thời xưa họ đang sống trên cái một cái ngai vị vàng bạc châu báu để thụ hưởng vợ đẹp con xinh, hoặc là chúng ta sống trong nhung lụa im ấm của cái gì, của tước vị hoàng gia đó, họ là vua mà, họ là thái tử mà, họ
họ là quán mà, vân vân. Nhưng cuối cùng đất nước nó loạn ly, bị xâm chiếm, bị bắn phá, thì tất cả mọi người còn không được bình yên, chứ đừng có nói chi mà họ được bình yên, thì mất mát tất cả những gì trong cái sự bình yên đó, trong cái sự thọ dụng đó. Bởi vì nó có cái bản chất cái gì, nó không có phải chính chắn của mình. Mãi mãi chúng ta cho rằng gia đình này, vợ này, chồng này, con này của mình. Nhưng rồi sự thật ra các pháp nó vô ngã. Mà trong kinh dạy rằng con ta, tài sản của ta, người ngu suy nghĩ quấy, thân mình còn không có, con đâu, tài sản đâu. Thì một người đệ tử phải nhìn quán sát về các pháp nó vô ngã, nó không thật như vậy. Bởi vì cái sắc này rồi nó cũng tàn phai. Khi chúng ta nhìn lại, từ cho chúng ta sẽ tự biết tu. Chúng tôi có nhìn lại một vài cái hình của chính mình cách đây chừng mười mấy hai chục năm rồi, sau giờ số nó khác xa vậy. Chứ đừng nói chi là quý vị là nữ hay là quý vị là ở xã hội, thì chúng ta lại càng có nhiều cái mà giật mình khác hơn. Nếu chúng ta chịu khó mà chúng ta nhìn kỹ kỹ lại đời này, nó diễn tiến một cách nhanh chóng và một cách chúng ta không thể giữ gìn nó. Nhưng chúng ta luôn luôn nghĩ rằng rồi mình sẽ mãi mãi tồn tại à? Không. Các pháp nó vô thường, khổ não nó vô ngã. Rồi chúng ta cũng sẽ chấm dứt, chúng ta sẽ bị sự già, sự bệnh và sự chết. Nó ra đi, nó kéo nó ra đi. Thật sự là quá nhanh ở trong cuộc đời. Cho nên vị Tỳ Khưu Ni với Chê Gia này đã khước từ cái lời mời gọi của Ma Vương. Không phải vị ấy không hiểu, không phải vị không biết, nhưng người ta biết khước từ trên cái gì? Trên cái tính chất sẽ hoại, sẽ tiêu, sẽ biến hóa của nó. Mà là một người hiểu biết tu á, thì nó là một cái chuyện khác. Còn nếu như không tu, quý vị biết khi gặp phải những cái cái nghịch cảnh hay là cái sự bất tội nguyện của cuộc đời đó, người ta điên loạn cho tới đau khổ cực cùng. Quý vị, chỉ có pháp Phật là một phương lớn dịu dược như chỗ này nè. Mà lúc đó không có tiền bạc, tiền của nào có thể mua được, có thể cứu vớt lại được. Khi tâm của họ nó rơi vào một cái tuyệt vọng, nó rơi vào một cái đau, khi phải mất mát, và chính họ không nắm được, và họ cũng sẽ chết và cũng sẽ ra đi, nhưng họ đâu có nắm được. Thì cái mà chúng ta tu á, thì chúng ta mới thấy được. Đối với quý vị ở trong đêm này hiện tại nè, quý vị biết bao nhiêu lần, cầm bao nhiêu tài sản, đứng trên danh vọng, là một người như thế này, là một người như thế kia, rồi ngày hôm nay nó như thế nào? Buông bỏ tất cả, có phải không nào? Rồi có gì bây giờ chúng ta có một số tài sản, nó cũng là cái duyên, cái phước của con người. Mà cái hiện tượng ở xã hội này, tiền bạc của cải, danh vọng, sự nghiệp, và ngay cả mạng sống này, tâm tư tình cảm này, nó cũng đổi cũng thay theo cái nghiệp duyên, theo cái quy trình của nhân quả cuộc đời, mà tất cả chúng ta không thể lường trước, không thể hiểu biết được trước được. Thấu hiểu được bản chất, tức là thấu hiểu được cái bản chất của cuộc đời, cái bản chất của thế gian, nó vốn là thế đó. Rồi người ta nói rằng nhiều khi người ta gặp những nghịch cảnh, người ta đau khổ, nghĩ rằng à, còn tiền, còn bạc, còn tình, còn nghĩa, hết tiền, hết bạc, hết nghĩa đệ, hết nghĩa huynh, hết nghĩa tình cảm, hết nghĩa vợ chồng, hết nghĩa anh em. Rồi người ta nghĩ rằng là chỉ có cái gì ở cuộc đời này có nghĩa có tình à. Nhưng sự thật ra tất cả nó đều là tựa nương nhau. Hôm nay ở trọ trần gian bao nhiêu năm đó, rồi phải ra đi. Cái bản chất của thế gian này là như thế. Rồi ngày hôm qua
chúng tôi được mời tới một cái đám tang. Quý vị biết, cái người con nói, thầy ơi, sao bố con mới có 53 tuổi mà bố con lại đi nhanh quá. Hỏi đi nhanh sao con? Bố con bệnh mới có mấy ngày, mới có chừng tuần lễ bố con đi. Thì chúng tôi mới trả lời, ờ vậy hả? Thì bố con đã ở lại trần gian này, đến với con. Năm nay con bao nhiêu tuổi thì lúc đó đó, cái cô đó cổ là 23 tuổi, 24 tuổi gì đó. Dạ con 23, 24 tuổi. À, thì bố con đó, con đến con gặp bố con 20 mấy năm nay rồi. Bây giờ bố con phải đi, bố con không gặp con nữa. Con đến con gặp bố con và bố con phải đi. Cũng như bố con đã ở trần gian này 53 năm rồi thôi, bây giờ bố con đi. Đó là cái sự tình mà trong cuộc đời này là tất cả rồi con sẽ thấy. Mẹ con thời gian nữa cũng bỏ con đi. Rồi tới con, tương lai con có gia đình. Rồi con, rồi chồng con hay là con cũng bỏ con của con đi. Đó là sự tình vậy đó con. Chứ không phải là con nghĩ rằng là bố con sẽ sống mãi, con sẽ chăm sóc, sẽ che chở, lo lắng cho con. Thì đó là một cái hình ảnh nó cũng bình thường. Nhưng khi đó chúng tôi chia sẻ cho cái cô bé này còn rất trẻ, mà cũng không, bố mình lại ra đi một cách, tức ba mình lại đi một cách nhanh chóng như vậy. Nó nhanh quá. Nhưng quả thật kính thưa quý vị, khi cái duyên phước, cái duyên nghiệp nó hết, cái bản chất thế gian nó là như thế. Thôi người vợ khóc chồng rất là nhiều, và người các người con, khi bố đã ra đi, dầu cho khóc như thế nào đó, nhưng nằm trong quan tài, bố đâu có nghe, chồng đâu có hiếu. Hôm nay, chồng của quý vị, bố của quý vị đã ở trọ trần gian này 53 năm là như thế. Rồi tái sanh đi theo một cái nghiệp duyên của chính mình nữa. Dạ. Cũng như tất cả chúng ta, nếu như chúng ta tham ái, chúng ta bị dính líu, chúng ta bị bám biếu về cái cuộc đời hay là về cái ngũ trần này nhiều, thì chúng ta phải đau khổ nhiều. Chúng ta phải đau khổ nhiều. Đau khổ từ hôm nay và đau khổ từ ngày sau. Ô hô, quanh liệt còn đâu, thời gian của sự tuổi xuân thì của một trai tráng khỏe mạnh, của một thiếu nữ đẹp đẽ phơi phới trong cuộc đời, những 10 năm sau, 20 năm sau, sức khỏe giảm sút, sắc đẹp nó cũng mất đi, cái tàn phai của những vết nhân, của những vết nhăn, của những cái sự mệt mỏi, của cái sự yếu đuối của thân xác này, nó là như vậy. Chứ không thể nào mà nó tồn tại. Cái bản chất của cuộc đời với chính bản thân này, chứ đừng nói chi là hoàn cảnh của cuộc đời, cái cảnh của cuộc đời nó còn diễn tiến cho chúng ta khác nữa. Nay thì chúng ta được có, chúng ta thấy cảnh này cảnh nọ của người hay là của vật, và nó diễn tiến trước mắt ta. Nó cũng như thế, nó nhiều cảnh nhiều vật, nó đi theo cái thiện nghiệp hay là cái phước duyên của mình tạo, rồi nó được tốt hay được xấu. Đệ tử là những người đệ tử là những người hiểu biết được, nghe được, nhận được những cái lời dạy của Phật. Đức Phật là một đấng đạo sư, ngài thấu suốt toàn bộ tam giới này, hiểu biết được những niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn, những cái mà chúng sinh đang khát khao, những cái mà chúng sinh đang phải khổ ải vô biên, những cái mà chúng sinh đang lặn hụp không bơi ra được, bơi mãi mà không bơi ra được, lặn hụp trong
trong sự đau khổ. Và trong sự đau khổ đó, họ không có một lối đi, không có một lối ngại, là thành Phật chỉ ra cho chính chúng ta. Có thể nói rằng là ở bất cứ nơi nào, ở trên cuộc đời này, nó cũng phải diễn tiến trên cả một cái quy trình, hay là bản chất của cuộc đời. Dầu cho ma vương phạm thiên, trời người gì cũng phải đều phải chịu cái cảnh của cái sự vô thường, của cái sự khổ não, của cái sự vô ngã. Ở các cảnh giới của cõi hữu sắc thì chịu vừa tâm và vừa sắc. Ở những cõi vô sắc thì không có sắc nhưng có tâm, thì cái tâm đó rồi, cái cảnh giới đó rồi cũng sẽ vô thường, sẽ biến đổi. Tam giới này, ngoài trừ năm cõi tịnh cư, toàn bộ các cõi phàm, 26 cõi phàm ngũ uẩn, 26 cõi phàm, tất cả đều sẽ đau khổ, đều sẽ bị cái bản chất của vô thường, khổ não, vô ngã này, nó đổi, nó thay, nó không bao giờ tồn tại được. Đó là sự thật. Và cái sự thật đó, chính Đức Phật Ngài đã nhìn thấy, và Ngài đã chỉ cho ta. Bây giờ có hay không, đạt được hay không đạt được, tu tập hay không tu tập được, vượt qua hay không vượt qua được, chính là khả năng từ bỏ, quyết định khả năng trí tuệ của mỗi người. Như là Tỳ Kheo Ni Uchaya này đã thấu được, hiểu được, biết được cái ngũ trần đau khổ nó như là một giấc mộng, một giấc mơ. Cho nên vì ấy đã có sự khước từ. Thì ma vương đó đã nói lên và cũng đại diện cho sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc. Và vì Tỳ Kheo Ni Uchaya này, Ngài đã khước từ và Ngài đã trả lại. Ngươi muốn đi thì dở cho ngươi, ta không muốn, ta sợ hãi, ta xa lìa nó. Thì kính thưa quý vị, đó là một sự tu tập, đó là một sự xả ly, đó là một sự từ bỏ hết sức tốt đẹp để cho cuộc đời này, hay là cái vần xoay của cuộc đời mà sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc đã không xâm chiếm vào người trì trong tâm của vị Tỳ Kheo Ni của chị già này. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, em xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh Tương Ưng Bộ, thấu hiểu bản chất kinh của chị già là như thế. Chúng ta sẽ được nghe trên Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ giảng giải thích nghĩa và rộng rãi hơn nữa, để tất cả được an lạc, được tấn hóa. Chúng con xin chấm dứt thời gian tiếng nơi đây trước khi dứt lời. Nếu có điều chỉ sự tất kính ngưỡng mong toàn thể để chúng quan hỷ. Chúng dân Phật Phước Lành được kể để thích với Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác linh ký linh ở tại chùa Đức Chùa Quảng Nghiêm. Mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và xin những nguyện Phật công đức này đến các bậc thầy tổ, thân mọi quý tổ của chúng tôi, quý vị được an lạc, được tiến hóa trong Phật pháp. Và mong tất cả chúng ta tu tập để sống chấm dứt sanh tử khổ đau. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sanh Khai. Sa thu cái chân thưa Đức Quyền. Thưa quý vị, lẽ ra chúng ta bước qua phần thảo luận, nhưng mà hiện tại không có chư vị giảng sư nào khác ngoài thưa Đức Quyền. Do đó chúng tôi xin được theo lời của con nghe qua cứ phải rất tới rất lui, cho đến khi tìm ra được vấn đề thì đã hết giờ rồi. Quý vị
Hôm nay chúng ta nghe một cái giai thoại của Thánh Ni Vicaya và Ác Ba. Vị Thánh Ni này giống là một bạn thân, rất thân với Thánh Ni Kemala. Trước khi xuất gia thì cả hai đều là những mỹ nhân nổi tiếng của xứ Ma Kiệt Đà. Và Kema đó thì được vua Bình Sa Vương tiễn vào trong cung thành hoàng phi. Câu chuyện của hoàng phi Kema là một người sắc nước hơn trời, đã đến chùa Trúc Lâm như thế nào, được Đức Phật khai ngộ như thế nào, giác ngộ thế nào, thì chúng ta vẫn thường nghe Chư Tăng nói. Riêng về Thánh Ni Vicaya thì không có nhiều cái điển ghi, nhưng mà vị này cũng là một mỹ nữ ở tại thành Vương Xá và là bạn thân thiết với Thánh Ni Kema khi hai người chưa đi tu. Và chúng ta biết khi mà Thánh Ni Kema xuất gia trở thành một vị thánh thì người bạn cố tri đó là Vicaya vẫn thỉnh thoảng lui tới thăm viếng. Nhưng bây giờ nhìn hình ảnh của người bạn cũ của mình, bây giờ là một vị tỳ kheo ni, lại có cách phi phạm và với những lời dạy cao quý, thì nàng Vicaya lại phát tâm xuất gia, trở thành một vị tỳ kheo ni. Và không bao lâu thì vị này đắc chứng thánh quả, hoàn toàn giải thoát. Điều mà chúng ta nói ngày hôm nay Ma Vương đã muốn cám dỗ thì kiểu Ni Vicaya bằng việc nhắc lại một cái quá khứ vàng son, nàng còn trẻ trung, còn đẹp đẽ, thì ta cũng đang độ tuổi thanh xuân, hãy cùng nhau để chung hưởng điều mà gọi là những cái âm giai rất là đẹp của cuộc đời. Nhưng mà thưa quý vị, khi Ma Vương nói điều đó thì đặc biệt Ma Vương thì nói đến cái vị ngọt của dục lạc. Và nói đến vị ngọt của dục lạc đó, thì nó chỉ là một mặt. Cái gì thấy rõ về dục lạc, nhưng mà cái hiểm họa đằng sau, những cái bản chất vô thường, khổ não, vô ngã, bất tịnh thì Ma Vương lại không nói đến. Bởi vì Thánh Ni đã trả lời bằng một câu trả lời rất sâu sắc. Vì Thánh Ni nói rằng tất cả những thứ trần gian đó thì đã nhường hết cho ác ma, ta không cần những thứ đó. Và vì Thánh Ni nói rõ, ngay cả với cái thân thể mỹ miều của mình cũng chỉ là bất tịnh, vô thường biến hoại. Và không phải vậy mà đối với sự luân hồi trong ba cõi, trên dục giới còn có sắc giới, trên sắc giới còn có vô sắc giới. Và chính ngay cái gọi là thiền chứng ở trong kiếp hiện tại, khoan nói về cảnh sắc giới, vô sắc giới, mà trong thế giải gọi là mắt thiền chứng. Bát thiền chứng thì tức là người trú thì thiền định ở đây, bát thiền chứng là chứng bốn thiền vô sắc và bốn thiền sắc giới. Thì cái điều đó thì Thánh Ni cũng không có màng đến. Bởi vì vị Thánh Ni này đã đạt đến cái chỗ viên mãn giác ngộ giải thoát. Khi mà nó diệt mọi mê tối, cái chữ tối ở đây thì là chữ tamo, sapatthatamo, diệt tất cả mê tối, thì chúng ta hiểu đó là cái lời văn nói rằng đoạn tận vô minh hay là xóa tan vô minh, xóa tan bóng tối. Như là chúng ta sống ở trên cái đất này, ở giữa cánh đồng và vào buổi trưa trời nắng, thì thật ra chúng ta không còn có bóng tối nữa, không thấy có bóng tối nào. Thì tương tự như vậy với vị Thánh Ni này, hoàn toàn không có một cái bóng tối
một cái ảo giác, chẳng những đối với dục lạc mà đối với những cái hạnh phúc của sắc, của vô sắc, của thiền chứng, thì vị này cũng không tham cầu. Thánh ni cho Áo Ma biết một hình ảnh không phải chỉ rộng hơn mà còn có hình ảnh cái nhìn sâu hơn. Cái nhìn sâu hơn là cái nhìn thế nào? Thưa quý vị, trong triết học ngày nay người ta thường đưa ra hai cái phạm trù gọi là hiện tượng và bản chất. Hiện tượng là ví dụ như chúng ta thấy rằng có những con phố tấp nập sầm uất, nam thanh nữ tú, người qua kẻ lại, thì cái đó gọi là hiện tượng, cái mà chúng ta thấy được, nhận được. Nhưng một cái bản chất ở bên trong, bản chất đó là gì? Thì bản chất đó là cái chiều sâu. Người ta phải hỏi rằng những cái sự sầm uất phồn thịnh đó nó có cái căn bản thực sự hay không, hay là nó chỉ là một thứ phồn vinh giả tạo. Căn bản thực sự nghĩa là gì? Căn bản thực sự nghĩa là mình có sản xuất, mình có giàu có, thì mình có được một xã hội giàu có. Còn nếu mà chúng ta giàu có mà chỉ là tiền viện trợ của nước khác, hay là chỉ là một cái giai đoạn nhất thời mà ở trong quốc gia không có sản xuất, không có trình độ kỹ thuật, thì như vậy chúng ta không có căn bản. Ở đây thưa quý vị, chúng ta lấy một thí dụ khác là ngày nay chúng ta thấy có những người thường tụ tập để nhậu nhẹt. Khi uống rượu, ăn uống, chén chú, chén anh thì thật sự nó vui. Cái đó là vui, chúng ta không thể phủ nhận. Ăn ngon, tập hợp vui vẻ. Nhưng mà nói về đường dài thì thật ra cái vui đó nó sẽ nhường lại cho cái sự hủy hoại cơ thể vì nghiện ngập rượu, vì uống quá nhiều rượu mạnh. Về lâu về dài thì cái chuyện tụ tập ăn uống ấy, nó không thể là một cái cách sống mà có giá trị theo thời gian. Ví dụ như hồi còn trẻ thì nhậu nhẹt ăn uống thì được đi, nhưng mà càng lớn tuổi thì phải có con có cháu, lớn tuổi vì về sức khỏe không thể nhậu nhẹt hoài. Thật ra cái vui của sự nhậu nhẹt ấy, nó vốn dĩ chỉ là cái mà mình thấy ở bên ngoài, thấy cái trước mắt mà không thấy cái sau lưng. Cái này là cái khó thưa quý vị. Chúng ta thường sống với cái bản chất, chúng ta sống với cái hiện tượng, ít khi chúng ta thấy được cái bản chất của vấn đề. Và bản chất của vấn đề là gì? Bản chất vấn đề là cái gì sâu xa, ẩn kín mà vốn chúng ta không thể thấy bằng thị giác, thính giác với thời hợp, mà chúng ta phải có trí tuệ mới hiểu được. Như người ta nói rằng những gì mình thấy thì nó giống như là cái phần nổi của tảng băng, mà cái gì mà mình không thấy giống như phần chìm của tảng băng. Thì cuộc sống con người mà gọi là sống khôn, sống có hiểu biết, sống có chiều sâu, thì nó nằm ở chỗ là chúng ta có thấy được cái bản chất của nó hay không. Thí dụ như là mình đi vào cuộc đời, mình mong được những lời khen, mong được những lời tán thán. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái khen và cái sự buông xuống cái khen á, nó chỉ là cái nhất thời. Nhưng mà cái về lâu về dài là lời khen đó đó, nó có thể dẫn chúng ta đến chỗ thất vọng về sau khi mình bị chê. Và cái lời khen đó có thể cho chúng ta một cái tự hào, tự thị về bản thân của mình một cách không có cơ sở, không có căn bản. Vì vậy, người sống ở chiều sâu là người biết đặt những giá trị, những giá trị căn bản, giá trị tốt thật sự, chứ không phải là cái nhất thời. Chúng tôi có thường nhắc lại lời nói của Ngài Buddha Thích Xá, một vị cao tăng của Thái Lan. Ngài nói rằng có hai thứ hạnh phúc ở trong cuộc đời, là có những hạnh phúc giống như con chó không có khôn, chủ đuôi nó như nó quay lại cắn chủ. Còn có những thứ hạnh phúc giống như con chó rất khôn, không bao giờ cắn chủ. Thì Ngài giải thích cái ví dụ của Ngài đó là có những con chó nó không khôn á, có đôi khi nó đang ăn cái gì đó mà chủ dẹp bên nó cắn tay chủ,
bà chủ không thương nó. Nhưng mà có những con chó mà rất khôn, nó đang gầm gừ, nó đang xuống người khác, chủ kéo nắm cổ nó lôi lại, nó không bao giờ là cắn, nó đang ăn, chủ lấy không bao giờ cắn. Thì ngài nói rằng trong hạnh phúc có những hạnh phúc nó quay lại cắn mình, có những hạnh phúc không quay lại cắn mình. Thí dụ như là mình nghiện ngập cần sa ma túy, lúc ta phê thuốc thì đó là một thứ hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó nó sẽ quay lại, nó làm cho tâm não thân thể của chúng ta tàn tạ. Và có những hạnh phúc đó, nó có giá trị về lâu về dài, cũng như hút lại thứ quý vị. Chúng tôi nhớ có mấy người họ nói rằng cái cách chữa trị của người Pháp á, khác với người Mỹ. Người Pháp á, thì họ hay sử dụng cái liều tấn công rất mạnh, thậm chí họ không ngần ngại dùng trụ sinh. Người Việt Nam đi bác sĩ và chữa nhanh, hết nhanh, tức là chích thuốc thật mạnh. Nhưng mà họ không hề để ý rằng cái cách chữa trị đó nó có thể làm cho chúng ta lợn thuốc. Và sau này á, khi chúng ta bị lậm thuốc rồi đó, thì chúng ta phải chích cái liều rất mạnh và nó không tốt cho cơ thể. Trái lại cách trị bệnh của người Mỹ đó, là họ giúp cho người bệnh cầm cự. Thí dụ bị sốt, uống Tylenol, đừng sốt, bớt sốt lại đi. Hay là cho cái cơ thể mình có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi đủ để chống lại bệnh cúm chẳng hạn. Thì cái cách trị bệnh mà của người Mỹ thì đôi khi nó dài hơn, nó kéo dài hơn và nó không cho những kết quả nhất thời như là đi bác sĩ đây. Nhưng về lâu về dài chúng ta không bị lậm thuốc, không bị lường thuốc. Thì như vậy, khi mà chúng ta nhìn vấn đề không phải chỉ nhìn với hiện tượng, mà chúng ta rất là cần để nhìn vào cái bản chất, cái bản chất của vấn đề. Ở đây Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên hiểu một số những cái bản chất vốn là không thể tránh được trong tất cả mọi sự vật. Ví dụ Ngài dạy rằng không có gì đứng yên một chỗ hay là anicca, không gì đứng yên một chỗ hay là vô thường. Có nghĩa là bất cứ cái gì chúng ta đang bám víu, dù đẹp, dù xấu, dù hay, dù dở, dù gần, dù xa, dù trực tiếp hay gián tiếp, nó sẽ thay đổi, nó sẽ dịch chuyển, nó không đứng yên một chỗ. Và chúng ta phải thấy điều đó. Từ tiền bạc của cải danh vọng cho đến những người thân của mình và ngay cả cái thân của mình, chúng ta chỉ nhìn lại trong 10 năm thôi thì chúng ta thấy thay đổi rất là nhiều. Những thứ mà chúng ta đầu tư rất nhiều rồi nó lại mất đi giá trị theo thời gian. Chúng tôi nhớ chúng tôi có một người quen. Người quen nó có một điều bực bội nói với chúng tôi, mà chúng tôi nghe chúng tôi không dám cười, tại vì cười sẽ đâm đau lòng người đó. Nhưng mà chúng tôi cũng hiểu nó là một sự việc đương nhiên xảy ra. Là vị này có cái thói quen là một khi mua cái điện thoại đó thì mua rất nhiều cái phụ kiện, như là cái bao điện thoại, bỏ điện thoại, mua cái túi đựng điện thoại, mua cái này kia đủ thứ hết. Và vị này rất nâng niu cái điện thoại. Nhưng mà cái điện thoại mà vị ấy xài là cái iPhone đó, thì nó không nằm yên một chỗ. Có nghĩa là năm nay nó ra cái 2022 đó là tốt nhất, đẹp nhất, ưng ý nhất, là mình hãnh diện nhất. Nhưng mà năm tới rồi thì lại ra cái mới. Và khi ra cái mới thì bị này bán đi cái cũ. Và những cái phụ kiện kia cũ là không bán được, là bỏ đi, thì bị này đã bực bội. Nhưng mà một cái chiếc điện thoại thông minh, đắt tiền, và cái giá trị nó thì giảm theo thời gian, và cái giá trị nó không đứng yên một chỗ đó, là ý nghĩa của sự vô thường, là mọi thứ không đứng yên. Không ai trong chúng ta mà đứng yên một chỗ. Thưa quý vị, theo thời gian thì tất cả thay đổi.
thế giới bên ngoài thay đổi, thế giới bên trong chúng ta thay đổi, người thân của chúng ta thay đổi, người thân của chúng ta không thay đổi thì chúng ta cũng thay đổi. Nhưng mà thật sự vấn đề đó chỉ là thời gian thôi. Tất cả mọi người phải thay đổi. Những chuyện mà chúng ta tranh luận chết sống hơn thua với nhau cách đây 10 năm bây giờ nó vô nghĩa lắm. Chúng tôi từng sống ở trong một cái cộng đồng người Việt ở đây hy sinh. Chúng tôi nhớ rằng trong 30, 40 năm qua đã có rất nhiều trường hợp xảy ra. Lúc cái chuyện xảy ra thì người ta cào cấu người ta lên email, lên thơ từ, họ chửi nhau đủ thứ hết. Lên radio, TV. Nhưng mà rồi thứ gì, nó chỉ một thời gian thôi. Vài ba năm tất cả nó đều chìm vào cái bóng mờ của thời gian. Và nó trở thành vô nghĩa. Và lúc đó người ta dở sống, dở chết, ăn thua đủ. Chúng ta không thấy điều đó. Chúng ta không thấy rằng mọi thứ đều phải dịch chuyển, mọi thứ đều phải đổi thay. Dù chúng ta muốn nắm níu nó lại hay là chúng ta không nắm níu lại, dù chúng ta có biết hay không biết thì nó vẫn đổi thay. Tự nhiên là như vậy. Và Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta biết rằng cuộc sống lúc khác hay là sự bất toàn hay là sự không thỏa mãn. Đối với mỗi chúng ta đó, thì chúng ta hiểu chữ khổ đó, có nghĩa là mình phải vò đầu bứt óc mình mới khổ. Nhưng mà kỳ thật Đức Phật dạy chữ khổ đó, nó có nghĩa là chúng ta luôn luôn cảm thấy thất vọng về cái đang có. Nếu chúng ta không thất vọng về cái đang có thì chúng ta đã không truy cầu cái tương lai, chúng ta không đi kiếm tìm. Nhưng mà tìm gặp rồi lại tiếp tục thất vọng, tìm gặp rồi lại thất vọng. Như câu thơ của Tô Đông Phan, Lưu Sơn yên tỏa chiếc giang triều. Khi mình đứng bên này, nhìn thấy núi Lưu Sơn bên kia dòng chiếc giang, thì nó mời gọi, thấy có gì hấp dẫn. Nhưng mà đáo đắc hoàng lai vô việc sự, là đi rồi thì trở lại không gì cả, thì cũng Lưu Sơn thì cũng sương mù. Đó là vậy đó. Chúng ta thường có một cái ảo tưởng về cái chưa đạt đến, về cái một cái phương trời viễn mộng, cái gì xa xăm đó. Nhưng một khi mà chúng ta đạt đến nó rồi, thì thứ gì nó trả chúng ta trở về lại với một tâm thái là hứng hờ. Nói vậy đó. Mình nghĩ rằng nó hay, nó đẹp, mình nghĩ rằng nó thế này thế kia, mình làm trận, làm thượng, làm sống, mình chết phải có được nó. Rồi đó nó cũng như không. Đó là cái bản chất gọi là bất toại. Bất toại là không có thỏa mãn, không thể thỏa mãn, vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn trong cuộc đời này. Đối với dục lạc, với cuộc trần, sắc thân khí vị xúc đều mang bản chất đó. Và cái bản chất thứ ba mà Đức Phật dạy, đó là vô ngã. Tức là các pháp nó sanh, nó diệt, có cái tự tánh riêng, không thuộc về ai, và không ai còn có chủ quyền hoàn toàn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể làm chủ một căn nhà, chúng ta có thể sửa chữa một căn nhà, chúng ta có thể làm một cái cơ sở thương mại v.v. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ được là đã có từng những người rời bỏ cuộc đời này với cả hàng tỷ mỹ kim tài sản, rồi tiền đi đâu về đâu, ai xài, người đó không kiểm soát được. Chúng ta nghĩ chúng ta nắm cả thế giới này, nhưng mà chúng ta không trường sanh bất tử. Chúng ta nghĩ rằng thế giới này thuộc về của ta, nhưng mà khi chúng ta nằm xuống chỉ là một cái xác không tâm thức. Có đi đám tang, có nhìn đó, thì chúng ta mới thấy rằng tất cả rồi chỉ có bạn. Thế giới là vô hộ, vô chủ, ra đi bỏ tất cả. Cái đó là cái mà chúng ta phải tâm niệm. Thì khi vị thánh ni này nói với Ma Vương á, thì vị thánh ni này không có cãi về cái hiện tượng. Ma Vương nói về thanh xuân, nó về trẻ trung, nói về sắc đẹp, nói về dục lạc. Thánh ni chỉ nói có câu rất nhẹ nhàng thôi. Ồ, những thứ đó xin nhường cho Ma Vương, bố lấy hết. Thánh ni không hoàng. Và những thánh ni không bằng chuyện đó. Mà thánh ni còn nói thêm chuyện nữa là cái bản chất thật của nó đó. Thánh ni cũng không bằng. Kể cả cái thân bất định này, và kể cả những cảnh giới gọi là hạnh phúc ở trong cõi sắc, cõi vô sắc, kể cả hạnh phúc ở trong thiền chứng, thánh ni cũng không bằng. Câu nói đó sâu xa, rất sâu xa. Sâu xa đến nỗi mà khi ác ma nhận ra, thánh ni nói thì ác ma thất vọng biến mất. Bởi vì biết là mình không làm gì khác hơn được.
Thật ra mà nói đó thì ác ma là một chúng sanh đầy bản lĩnh, nhưng mà nói với thánh Y là một thiếu nữ còn trẻ, ở thời trẻ trung xuất gia đó, thì thánh thánh Y đứng trước đó thì giống như là ma vua ác ma, giống như một đứa trẻ mà nói chuyện với một cái nữ lưu mà đầy khí khái phi phàm, đầy sự hiểu biết. Mà ác ma không là gì cả, tại vì ác ma không lượng định được cái chiều sâu của thánh định. Và thứ vị, chúng tôi muốn nói hình ảnh này là một hình ảnh muôn thuở. Có lẽ đôi khi chúng ta đọc chúng ta không để ý, thời Đức Thế Tôn ra đời có những thiện nam tử, thiện nữ nhân ở cái tuổi còn xanh, tóc còn đen nhánh, đời còn nhiều cái sức sống, mà do cái sự cảm nhận chánh pháp, lãnh hội chánh pháp, đã xuất gia và lên đường tu học. Những vị đó sống đời sống rất là giản dị, ở trong rừng sâu núi thẳm, sống tự đại, sống an trú trụ thiền. Hình ảnh nó vĩ đại lắm, chứ không dễ dàng đâu. Chúng ta ngày nay đi ngược về xuôi, thậm chí vào trong chùa thì luôn luôn chúng ta chỉ nghĩ đến cái gọi là cơ ngơi, làm sao cho mình có một cái tài sản, làm sao cho mình có một cái cỡ tiện nghi. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng điều đó nó rất là vô nghĩa. Khi mà chúng ta nhắc lại hình ảnh của những bậc long tượng thời trước, các ngài sống một mình, sống đơn giản, sống trầm ở trong rừng sâu. Ở trong kinh còn có một thí dụ như là con thú sống trong rừng. Cái thành ngữ này phải được hiểu. Khi mà ông Bà La Môn bạch với Đức rằng, ông không hiểu tại sao các vị tỳ kheo đệ tử Phật, những vị tỳ kheo này sống đời sống rất là giản dị, không có nhiều cái tiện nghi, nhưng mà vị này lại tự tại giống như những con thú trong rừng. Các vị nào có thấy những con thú ở trong sở thú bị giam cầm cho ăn, nhưng mà nó không có phong thái đỉnh đạt uy nghi như là con thú đi trong rừng? Bởi vì sao vậy? Nó thuộc về cảnh giới chân thực. Một thú rừng sống trong rừng thì rất là chân thực, rất là khoáng đạt, rất tự tại, rất nhẹ nhàng. Thì đời sống của chúng ta, sống vào cuộc đời này, chúng ta luôn sống với những vướng vấp, luôn luôn sống với những hệ lụy. Và chính những điều này nó đến từ cái nhìn của chúng ta là chạy theo hiện tượng, mà chúng ta quên đi cái bản chất của cuộc sống. Bản chất đó là vô thường, khổ não, vô ngã. Thứ thì chúng tôi có vài điều để chia sẻ sau lời của, theo lời sau cái pháp thoại của Thượng tọa Tây Nguyên. Quý vị chờ chúng tôi xem trong room hiện tại đang có từ tại vị giảng sư được khác nào không. Hình như chúng tôi không thấy vị nào, phải không quý vị hả? Quý vị có thấy vị nào không? Có lẽ thì thỉnh Thượng tọa Tây Nguyên quan hệ trở lại với một cuộc thảo luận, và sau cuộc thảo luận đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ phần thứ hai về ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Thượng tọa Tây Nguyên ơi, đối với đời sống của chúng ta, tại sao giữa cái hiểu và thực tế nó lại không giống nhau? Thí dụ như chúng ta vẫn hiểu về cái hệ lụy của ngũ trần, nhưng mà chúng ta vẫn vướng vấp cái hệ lụy của ngũ trần, thì tại sao giữa cái hiểu và cái thực tế nó lại khác biệt như vậy? Xin kính thưa Thượng tọa Tây Nguyên chia sẻ một vài cái suy tư về điểm này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ, con kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, và Minh Hạnh, để đến Thượng Giới Đức, cho Đức Sư Môn Tâm cùng Chí Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, kính bậc Hòa Thượng, Hòa Thượng thì biết đời là khổ, mà tại sao mê đời vẫn mê?
biết là ngũ trần, nó là đau khổ, nó khúc xương khô, nó là một cái miếng thịt thối, nó là giấc chiêm bao. Nhưng chúng ta lại vẫn đắm chìm. Bởi vì kính thưa quý vị, có thể nói một điều là nếu mà chúng ta không đắm chìm mà chúng ta thành Phật hết trơn. Ở đây nó bị một cái mà chúng ta chưa như thật mà nhàm chán, chưa như thật mà chúng ta xả ly, và chưa như thật chúng ta thấy được cái khổ của cuộc đời. Cũng như cái bản chất của cuộc đời nó là vô thường, nó khổ não, vô ngã, nó tàn phai, vân vân. Biết là hiểu như vậy, biết như vậy, nhưng cái thực tế nó vào là bởi vì thực tế này là thực tế của chúng ta bị cái gì? Bị các cái pháp mà ngủ ngầm hay là cái pháp cái nó ngăn che chúng ta. Khi sự thật, khi chúng ta thấy cái đẹp, chúng ta quên đi, chúng ta chỉ nhớ là đẹp. Khi chúng ta không nhớ cái đẹp này nó nguy hiểm mà, cái đẹp này nó tàn phai à, mà chúng ta đắm về say mê cái đẹp đó. Đến khi chúng ta dừng lại thì cái đẹp đó mất. Và chúng ta mệt mỏi, chúng ta đau khổ. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Có một số người nói rằng mình học Phật Pháp thì giáo lý cao siêu, nhưng cuối cùng trở lại cái chuyện cuộc đời thì chuyện cơm áo gạo tiền nó là một điều mà chúng ta cũng nhức đầu. Nói như vậy thì nó cũng có một cái lý, nhưng chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta vì cơm áo gạo tiền mà chúng ta đánh đổi tất cả. Nếu chúng ta hiểu biết Phật Pháp, trong cuộc sống hàng ngày, những cái hiểu về bản chất của đời sống và cái thực tế của ái chấp trong cuộc sống bình thường hàng ngày, cái đó là tùy theo cái khả năng của tất cả chúng ta đối diện với chính nó thôi. Có những người có thể buông bỏ, có những người có thể nhẹ nhàng hơn, có những người có thể ít câu thúc, ít chấp thủ hơn. Bởi khi hiểu được cái bản chất của cuộc đời, chúng ta mới biết buông bỏ được, chúng ta mới biết được, và chúng ta đối diện với chính nó đó, đối diện với chính nó đó, thì chúng ta biết cách xử lý. Thí dụ như bây giờ, chúng ta hy vọng một chuyện đó, chúng ta đang làm ăn, chúng ta đang đầu tư, chúng ta đang mua bán, chúng ta đang tính toán sắp xếp gì cái điều kiện gì đó. Nhưng bây giờ đất hay nó bị mất mát, bị gian lường, bị lừa gạt vân vân, thì những tình huống đó nó thực tế của cuộc đời. Thì quả thực ngay lúc này đó chính là cái bực bội hay cái sự khó chịu mà chúng ta khởi lên. Cái bản chất của cuộc đời nó vốn nó vô thường, vốn nó là coi như là nó coi như thật giả lẫn lộn, tốt xấu khôn lường. Bởi vì chúng ta, nếu chúng nó đi theo siêu xuôi chiều của mình thì không nói, nhưng nếu như mà nó có một cái nghịch đảo nó khởi lên thì sao đây? Đây thì cái nghịch đảo đó mà chúng ta biết đối diện với cái thực tế, với cái ái chấp hay là với cái sự khó chịu của chính nó. Chúng ta cho rằng cái ái chấp ở đây cũng như chúng ta cho rằng nó phải được, nhưng bây giờ nó không được. Phải đi như thế, bây giờ nó không như thế. Chúng ta hy vọng mà chúng ta cứ nuôi rằng chắc chắn nó đáp số, nó phải là như thế. Cuối cùng nó không phải đáp số như vậy. Nó cũng là một khía cạnh mà chúng ta phải làm sao? Bởi vì phải nói rằng ở trong cuộc đời này, cái chuyện của chúng ta tính là một chuyện, chúng ta suy tư là một chuyện, nhưng cái duyên nó lại khác hơn. Bởi vì tại sao nó có sự khác biệt giữa bản chất của đời sống và thực tế của ái chấp? Bản chất của đời sống thì mọi hoàn cảnh, mọi cái nghiệp của mọi con người nó có nhiều cái sự khác biệt khác nhau, và cũng như là nhiều cái
cái ôm ấp, cái giữ gìn ở trong đời sống hàng ngày của mỗi con người nó cũng cũng khác. Mỗi con người hiểu khác nhau về bản chất của cuộc đời. Một con người ly tham thì hiểu về khác về bản chất cuộc đời. Một con người ái tham thì hiểu khác về bản chất của cuộc đời. Thí dụ như bây giờ có người mà có nhiều tiền của đó họ hiểu khác, mà có người ít tiền của họ cũng hiểu khác về bản chất của cuộc đời. Và một con người tu và một con người không tu thì đây chúng ta biết hiểu khác nhau hết. Và từ chỗ đó thì nó đưa đến một cái thực tế, chính là nếu như chúng ta ái chấp nó nhiều, hy vọng nó nhiều, thì trong đời sống hàng ngày khi chúng ta thất vọng thì chúng ta đau khổ nhiều. Chúng ta phải nhớ như vậy. Còn những người như chúng ta biết thì có chuyện gì đó mà nó cái ý nghịch lòng, không như ý muốn chúng ta, thì chúng ta cũng dễ dàng có thể giải quyết được, có thể biến đổi được, có thể vượt qua được. Chứ còn bằng không rất là khó khăn. Cái hiểu và cái bản chất của nó là một trạng thái khác. Có phải cứ như vậy không? Cái đó là cái hiểu, là cái giá trị chân lý của nó rồi. Các pháp nó vô thường, khổ não, vô ngã. Nhưng điều á, do cái tham ái nó ngủ ngầm, hay là do cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, món mồi nó đưa ra, chúng ta quên đi một cái điều răn, quên đi một cái lý tưởng, quên đi một cái sự nguy hiểm của chính nó. Đó thì chính là bản chất của cái lòng tham của mình. Và rồi, kính thưa quý vị, nó vô thường, nó buông bỏ chứ chúng ta bỏ được hay không? Thí dụ bây giờ nói muốn việc điều nâng mấy tất hơi hơi, vừa chấm dứt việc đời cũng chấm dứt, nào của cải vợ con tiền bạc chấm mất rồi lại nắm tay không, rồi thôi bây giờ chúng ta biết như vậy, hiểu như vậy, thôi bây giờ chúng ta bỏ hết, bỏ tiền của tài sản có được không? Không. Tại sao như vậy? Bởi vì cái bản chất của con người vốn lo lắng, sợ hãi và bỏng sẻn. Chứ sự thật có những con người cũng hào tâm hụt dũng khí lắm quý vị, cũng bỏ hết á, chứ không phải là không nha. Đó là cái căn cội mà các vị đó là những vị mà chúng ta tạm gọi như là một vị Bồ Tát vậy đó. Họ cũng có thể, họ vứt bỏ hết. Có nhiều quả thật trong cuộc đời ít, nhưng điều chúng tôi cũng đã thấy có những người thành tâm buông bỏ hết tất cả những gì mà họ đang có để họ hiến cúng, để họ hiến dâng về cho Tam Bảo. Những người có niềm tin hết sức là vững chắc, nhưng rồi họ cũng không nói gì hết. Cuộc đời họ nó biến chuyển, nhiều khi nó thuận có, nghịch có, họ biết đón nhận nó. Thì đó là những người có cái hào tâm hào khí. Chứ còn đa phần là khi họ suy nghĩ là một chuyện, nhưng họ mong cái sự an toàn, cái sự về bến nó tốt đẹp, nó là một chuyện khác. À, quả thật như vậy là họ suy tính nó an toàn, hay ý tính nó như thế này thế kia, thì là mà suy thấy những chuyện đó thì chúng ta cũng biết, hiểu biết bình thường thôi. Cho bản chất của cuộc đời nó là như thế, họ suy nghĩ như vậy cũng không sai, họ làm như vậy cũng không sai đứng trên cái nhìn của phàm phu. Bởi vì họ luôn luôn lo lắng sợ sệt, họ luôn lo lắng và sợ hãi những chuyện gì hiểm nguy đến cho chính họ, đến cho gia đình, đến cho người thân của chính họ, đến cho cuộc sống của chính họ. Cho nên không phải nói rằng bây giờ cái pháp nó vô ngã nhé, quý vị phải buông bỏ nó hết, coi như bỏ tiền, bỏ của, bỏ cải, vân vân. Thì nói như vậy thì cũng không dễ dàng mà làm. Nhưng cũng có những người đã có, chúng tôi sẽ nhấn mạnh lại. Có những một số người dám bỏ gia đình, dám bỏ vợ của mình, con cháu của mình, mà sự nghiệp của mình để họ đi tu cũng có đó. Cũng có đó, chứ không phải là không. Thì cái bản chất của cuộc đời, nếu mà hiểu được cái đó là hiểu được là một chuyện rồi, nhưng điều về bản chất họ biết như vậy, mà có những người làm cũng có thể làm được, và đa phần là nhiều người khó có thể thực hiện đúng cái giá trị bản chất của nó.
Thì trong cuộc đời này nhiều khi chúng ta khó mà nấu, nhưng kính thưa quý vị, chúng ta phải tập, chúng ta phải tập. Vừa rồi, nếu như chúng ta không tập được trên một cái của cải tiền của, thì chúng ta phải tập trên cái nhìn của những gì xung quanh. Chồng mình, vợ mình, con mình, sự nghiệp của mình, tiền bạc của mình, có chừng rồi nó cũng phải sẽ không thành tựu được như ý mình đâu. Rồi có những người sẽ ra đi, hay là tiền của này cũng ra đi, rồi những con người này cũng bỏ ta. Thì đó chính là chúng ta phải khởi lên những cái tinh thần hiểu biết như vậy để gì? Để hiểu về cái bản chất của cuộc đời, nó vốn nó thay đổi và vốn nó cái gì nó vô thường, của nó vô ngã. Mà chúng ta đỡ phải ái chấp luyến theo, chạy theo nó ở trong cuộc sống bình nhật này. Mà đó chính là một chất liệu, một liều thuốc để chúng ta khi đối diện với nghịch cảnh, đối diện với thượng cảnh mà chúng ta tâm không động, không sầu. Khi xúc chạm việc đời đó, tâm chúng ta đỡ sầu, đỡ đau khổ đó, chính là do chúng ta có một sự suy quán, có một sự trải nghiệm, có một sự tu tập, có một sự chuẩn bị, có một sự hiện khởi trong tâm mình là các pháp nó vốn vô thường, các pháp nó vốn khổ não, các pháp vốn vô ngã. Nó hay như vậy đó. Thì mà chính cái đó là một giá trị tu tập rất lớn. Quan kết cho nhiều hay giỏi gì, thua thiệt gì, nó cũng giai thủy hư vọng, chả có được cái gì rồi. Nhắm mắt rồi cũng không còn cái gì nữa mà để có cần thiết phải ganh đua oán hờn, có cần thiết phải bực bội khó chịu lẫn nhau hay không? Dạ. Bực bội khó chịu lẫn nhau hay không? Dạ. Cho nên đây là một cái ý niệm mà tất cả chúng ta nhớ. Nó có, nhưng chúng ta phải tập khởi lên để khi nó tới thì chúng ta có khởi lên bực bội thì cũng bực bội mà cũng thể thân khởi lên cái tham ái thì chúng ta tham ái nó cũng có thể có cái lối thoát cho mình. Và đó chính là một cái sự xuyên suốt ở trong cuộc đời mà tất cả chúng ta phải đối diện với cái gì, cái vừa lòng, cái không vừa lòng, và giữa cái thua, cái được, cái mất, cái còn. Và ở một cấp độ hơn, tức là chúng ta luôn luôn hiểu về giá trị cuộc đời này và bản chất của cuộc đời là như thế. Cuộc đời nó vô thường thì bản chất cuộc đời nó thay đổi. Bản chất cuộc đời nó là vô ngã, cho nên đừng chạy gì mà chúng ta ôm ấp giữ gìn thì tự mình sẽ đau khổ nhất. Và kính bạch hòa thượng, đây chính là cái câu trả lời thảo luận của chính con. Sa thú kính thưa thiền tọa Tịnh Quyền. Thưa quý Phật tử, tiếp theo lời giảng của thiền tọa Tịnh Quyền, chúng tôi xin được trình bày phần còn lại của bài học ngày hôm nay. Bởi vì chúng tôi không biết là có chư tăng khác nào khác vào không. Nếu có vị nào khác thì quý Phật tử quan hỷ cho chúng tôi biết. Dạ
xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi rõ không? Dạ, quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. À, tiếp theo điều mà tôi có tự quyền đã trình bày thì quý vị, chúng ta có một cái thực tế ở trong cuộc sống là ngay cả chuẩn bị xuất gia đã xuất gia rồi, nhưng mà đối với năm cái trần cảnh là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc đó, thì chúng ta vẫn còn có những cái đấm nhiễm, và những cái đấm nhiễm này đó được đề cập ở trong nhiều cái tên gọi khác nhau. Thí dụ như đó là những điều phiền não, hay là đó là những điều tối buộc. Vì vậy còn có một cái từ khác mà quý Phật tử thỉnh thoảng gặp rất nhiều, đó là lậu hoặc, asava. Thì cái lậu hoặc mà ở trong kinh điển đó cho chúng ta biết là những cái trạng thái nó ngâm tẩm, nó thấm vào trong tâm tư của chúng ta, và nó được thể hiện qua rất là nhiều cái hình thức tế nhị mà đôi khi chúng ta không biết được. Ví dụ như chúng ta nói về cái sự tham luyến đối với sự tham luyến đối với sắc đẹp, tức là cái gì người mắt thấy. Điều này không phải chỉ nói đến sắc đẹp như là một người mà nam ưa chuộng cái sắc đẹp của người nữ, hay người nữ ưa chuộng sắc đẹp người nam, thì chúng ta mới gọi là cái sự tham nhiễm đối với cảnh sắc đâu. Cảnh sắc nó có thể rất là vi tế, kể cả một vị tu sĩ sống ở trong ngôi chùa có cái tâm dính mắt đối với cái kiến trúc của một ngôi chùa, đối với pho tượng Phật, và đối với cái màu y, đối với cái hình tướng nào mình có. Quý vị đừng phản cảm khi nghe chúng tôi nói điều này, nhưng mà trên thực tế hình sắc là hình sắc. Chúng ta có muôn ngàn thứ để nắm những cái hình về hình sắc, tại vì con mắt chúng ta cần có một nhu cầu. Chúng ta cứ để ý như vậy, nếu chúng ta không nắm những hình sắc đó, thì chúng ta không có một cái khao khát là mọi sự việc nó phải như thế này, như thế kia. Chúng ta nhớ rằng có một vị sư quen với chúng tôi. Sư này được quý Phật tử cúng vô cái bàn thờ ở trong chùa, và bàn thờ đó người ta mua ở ngoài Chinatown về. Và dĩ nhiên mua Chinatown về đó, thì vị này thấy rằng bàn thờ thì cũng thờ được, nhưng mà nó mang cái bản sắc của người Tàu quá. Mà vị sư này là sư của Nam Tông. Có một lần vị đó sang chùa Pháp Luân thăm chúng tôi, và thấy ở chùa Pháp Luân có nhiều cái mộ bàn thờ nhỏ mà người Thái Lan họ gọi là mộ tố mù. Người Thái Lan họ có cái bàn thờ, cái bàn thờ người Thái Lan nó như vậy, thưa quý vị, là họ có một cái bàn lớn giống như cái đi văn của chúng ta, và ở trên đó có cả mười mấy cái bàn nhỏ họ xếp lại với nhau, nó từ tầng, quy tưởng tượng giống như là một cái hòn núi mà nó có nhiều cái tầng, nhiều quãng đồi vậy đó, họ xếp từ tầng lên, có cái cao, cái thấp. Và sau khi mà vị này lễ Phật xong đi một vòng, thì vị này tâm sự với chúng tôi rằng vị này rất là muốn làm sao có được cái bộ bàn thờ như vậy, tại vì ở chùa lại có bàn thờ rất là Trung Hoa. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng hồi trước chúng tôi hay đi Thái Lan trước đại dịch đó, và cái chuyện mua một cái bộ bàn thờ bên Thái đối với chúng tôi thì rất là đơn giản, và dĩ nhiên ngôi chùa mà có cái nhu cầu như vậy thì chúng tôi rất là hoan hỷ đi cúng được.
Do đó chúng tôi đã cúng dường cho vị sư này, một bàn thờ này. Vị sư này về sau khi sắp xong bàn thờ, chụp hình gửi chúng tôi, và vị này nói rằng vị này đổi được bàn thờ rất là hoan hỷ. Suốt cả đêm gần như không ngủ khi thay đổi bàn thờ. Tại cái bàn thờ cũ có vẻ tàu quá. Thì chúng tôi hoàn toàn không có chê trách gì vị sư đó hết. Chúng tôi hoàn toàn không có chê trách quý vị giới nha. Và chúng tôi nhiều hiểu rằng trong cái quan điểm về văn hóa, về tôn phái thì vị này hoàn toàn không có chuyện gì để chúng ta phải nói đến. Nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy rằng ở trong cái nhận thức đó, đó có cái mà chúng ta gọi là chấp tướng chung và chấp tướng riêng. Thế nào là chấp tướng chung và thế nào là chấp tướng riêng? Có nghĩa là ác sắc phải như thế này và không phải như thế kia. Nếu mà chúng ta không chấp tướng chung và không chấp tướng riêng đó, thì chúng ta sẽ tự tại hơn nhiều. Có thể chúng ta hoan hỷ, nhưng mà không nhất thiết là chúng ta phải bực bội. Ví dụ như mình có bàn thờ, như vậy chúng ta hơi bực bội. Về điểm này đó, nó lại trở nên rất là tế nhị. Nó tế nhị lắm. Cũng như trường hợp này mà chúng tôi cũng gặp đó. Và khi chúng tôi nghe câu chuyện này thì chúng tôi chỉ cười thôi. Bởi vì chúng tôi biết rằng cuộc sống nó vốn dĩ là như vậy. Đó là có một người Phật tử quen ở Việt Nam. Vì Phật tử này thường có một cái tâm là đi đó đi đây các ngôi chùa Nam Tông để mà trai tăng cúng dường. Và thứ gì thì khi vị này trai tăng cúng dường như vậy đó, thì vị này lại chụp hình và bỏ lên Facebook cũng như gửi cho những người bạn của mình. Thì có một lần vị này liên lạc với chúng tôi và nói lên một cái tâm trạng rất là buồn khi mà cho bố Phật được dạ dạ được dạ giao cho bố Phật để hướng trên đường hiểu cho bố Phật. Dạ. Thì vị này buồn là bởi vì vị này thường gửi hình ảnh đi làm phước cho một cái người bạn ở trên Minnesota, và cái người bạn ở Minnesota là một Phật tử Bắc Tông và cũng thường theo dõi trên Facebook. Thì cái vị Phật tử ở trên Minnesota đó, dù bạn thân nhưng mà có một lần bày tỏ ý kiến như vậy là sao cái đạo của chị sao vấn đề cái ăn uống được vậy, đi vào những cái Facebook của chị và những người bạn của chị cứ chụp hình chư tăng ngồi bằng ăn hết chỗ này chỗ kia mà sao không thấy tu hành vậy. Thì vị này nghe nó rất là phiền não. Tại sao phiền não? Và chúng tôi hiểu cả hai bên, thưa quý vị. Chúng tôi hiểu, hoàn toàn hiểu cả hai bên. Tại vì thế này là những người Phật tử Nam Tông ấy, thường là đa phần rất là thích cúng dường trai tăng. Nhưng mà những người Phật tử này lại không có hiểu về phương diện truyền thống. Ví dụ mình chụp những tấm hình đó mình hoan hỷ, nhưng mà người khác nhìn cái tối ngày thấy chưa đang ngồi ăn không mà không thấy tu học gì hết. Trong khi có những nơi ấy, người ta không có tu nhiều, nhưng mà người ta chụp hình chưa tăng tụng kinh làm lễ, rồi ngồi thiền trang nghiêm này đó, có mấy người này cứ tối ngày tức là cứ chụp hình trai tăng để bỏ lên Facebook. Mà thật sự chúng tôi hoàn toàn hiểu là tại sao các vị đó hoan hỷ. Ví dụ đi chùa này chùa kia trai tăng cúng dường thì hoan hỷ, và chúng tôi cũng hiểu tại sao người Phật tử Minnesota họ lại có phê bình sao cái đạo gì tối ngày cứ ăn không, mà thật sự tại những người Phật tử này họ mới chụp hình gì cả ngoài chụp mình ăn thôi. Mà từ chỗ đó nó tạo nên những cái phiền não. Dạ, phiền não là mỗi người nhìn từ một góc cạnh khác. Thì thứ vị nghĩ cả chuyện mà mình đi vào trong chùa mà mình
tổ chức buổi lễ thay tăng hay tổ chức lễ dân y, rồi có chụp hình rồi đưa lên Facebook, nó có tội lỗi gì chừng đó hết. Nhưng mà nó cũng là một ở trong những cái hình thái ưa thích của chúng ta. Và ưa thích là mình thích hình như vậy, mình thích chụp như vậy, thích cái kiểu như vậy, mình thích cái bối cảnh như vậy. Và cái đó nó cũng in đậm trong tâm tâm trí người. Bởi vì thì ngày hôm nay chúng ta gặp một cái hiện tượng thường có đó là người ta hay thích gửi những tấm hình cá nhân lên Facebook. Họ đăng những tấm hình đó một cách vô tội vạ, tức là mình đi đâu, mình làm gì, mình gửi lên hết. Nhưng mà lại cũng có người khác rất là bực bội. Rất bực bội là tại sao những tấm hình như vậy đâu ý nghĩa gì đâu mà phải post lên. Thì thật tình mà nói thì hai bên đều có lý do không có hỏi. Cái người mà post lên trên đó cũng có lý do post, và cái người thấy bực bội cũng có lý do bực bội. Nhưng mà quý vị, nó cho chúng ta thấy về cái thị hiếu, về cái sở thích. Và cái thị hiếu đó, nó có nhiều cái tầng cấp khác nhau lắm. Bởi vì trong bài kinh này, vị Thánh Ni đó, Ngài nói lên cả hai cái phương diện. Có những phương diện rất là tinh tế. Phương diện đó là gì? Là không phải chỉ có sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, mà kể cả các cái cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Và ngay cả một người trong hiện tại, chúng tôi rất tiếc là hồi tối nay chúng tôi soạn bài mà chúng tôi lại quên ghi cái phần sớ giải, là trong phần sớ giải có nói rằng cái thiền chứng an tịnh trong hiện tại nói về bát thiền, tức là một cái người đang sống trong cõi dục giới mà chứng bốn thiền sắc giới, bốn thiền sơ vô sắc giới, thì vị Thánh Ni này cũng không có dính mắc trong cái cảnh giới đó. Dạ. Vì dính mình mắc. Tại vì sao vị này không dính mắc? Bởi vì vị này hiểu cái sự vô thường. Như Đức Phật nói rằng tất cả pháp hữu vi là vô thường. Thân vị này là vị này đã không đắm nhiễm đa đành rồi, mà kể cả các cái cõi cao, các cái tầng thiền chứng, các vị này cũng không dính mắc. Thì cái lời của vị Thánh Ni này là một cái lời nói khẳng định mà lớn lắm, mà chiều sâu lắm. Chúng ta có một cái cảm tưởng như vậy là ác ma đến nói với vị Thánh Ni giống như là một người lớn mà đang kẹo dụ một đứa con nít. Nhưng mà cái đối tượng mình dụ không phải là một đứa nít mà lại là một ông già, và ông già đó đã quá từng trải với cuộc đời, quá hiểu cuộc đời. Thì cái cục kẹo đó nó chẳng là cái gì để có thể dụ được ông già này hết. Nên chi chúng ta phải thấy được, và chúng ta phải thấy được là ác ma chỉ muốn dùng một cái quá khứ. Nó là quá khứ, chứ hiện tại thì Thánh Ni nó vẫn là một nữ nhân có một cái sắc vóc rất là khả ái, có cái diện mạo xinh đẹp. Trước khi xuất gia là càng xinh đẹp hơn nữa. Nhưng mà điều đó nó không mang một ý nghĩa gì mà thực sự có giá trị đối với Thánh Ni này hết. Ác ma muốn gợi lại điều đó. Dạ, là nàng còn trẻ, nàng còn đẹp, thì ta cũng đang ở thời thanh xuân, hãy cùng nhau vui hưởng cái âm giai của vũ nhạc. Dạ, âm giai của vũ nhạc ở đây là nói lên đó là một cách nói để nói chung là cái sự hưởng thụ dục lạc ở đời. Thì Thánh Ni trả lời lại một câu rất là rõ ràng. Dạ, rất là rõ ràng. Dạ, quý vị quan hệ trời chúng tôi một chút nha. Dạ, quý vị trời. Do vậy, chúng ta trở về với một cái căn bản của cuộc tu. Dù chúng ta tu với pháp môn nào, với tông phái nào, và với cái sự hành trì nào, thì có một điều mà chúng tôi nhớ là chúng tôi đã được nghe rất nhiều vị cao tăng, đặc biệt các vị thiền sư,
khuyên đó là chúng ta đừng quên sự quán chiếu về ba pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Và nếu Ngài Tăng Vô Lưu Ngài nói rằng nếu chúng ta thường tâm niệm điều đó thì chúng ta không sợ bị tu bị sai lạc. Vô thường có nghĩa là chúng ta quán chiếu thấy rằng tất cả rồi sẽ đổi thay. Tất cả sự hiện hữu không đứng yên một chỗ. Khi mà mình nói tất cả rồi sẽ đổi thay, không đứng yên một chỗ đó, đó là một cái một điều mà có thể nhất thời chúng ta không có nhận thức. Và nếu chúng ta nhìn vào thời sự, chúng ta nhìn vào những người thân chung quanh mình, chúng ta nhìn vào bản thân của mình. Ngày hôm qua, thưa quý vị, chúng tôi có đi dự một cái đám tang và gặp lại một vài người mà ngày xưa đã từng làm công quả cho chùa mấy mươi năm về trước, sau đó họ dời về Dallas vì họ có cái quan hệ thông gia với cái người mất, họ về để dự lễ và chúng tôi gặp lại thì rất là mừng. Nhưng một điều mà chúng tôi cảm nhận được là sau hai mấy năm không gặp, bây giờ gặp lại đó, thì bản thân của chúng tôi cũng thay đổi và những người đó cũng thay đổi và cuộc sống chung quanh chúng ta thay đổi. Điều đó là điều tự nhiên như vậy. Chúng ta phải có khả năng nhìn vào cái sự dịch chuyển, sự biến đổi của cuộc đời. Mà chẳng những khả năng nhìn, mà chúng ta cần nhớ lời Phật dạy là nhìn một cách lẳng lặng, nhìn một cách trung thực, nhìn một cách khách quan, nhìn một cách chấp nhận. Nói như vậy thì mình vẫn nói như vậy. Mình có phản đối ầm ĩ, mình có cào, có cấu, mình có trách móc, có than phiền, thì nó về thì nó vẫn về thôi. Và nó thay đổi vẫn thay đổi. Và một cái bản chất thứ hai mà là bản chất rất cần để chúng ta thường xuyên quan sát là cái bản chất bất toại. Bản chất bất toàn. Bất toại là không bao giờ thỏa mãn, bất toàn là không có hoàn hảo. Nếu chúng ta bỏ ra cả cuộc đời và bằng tất cả khao khát là đi tìm đó cái gì đó mà nó hoàn hảo, từ người bạn đời, đầu óc tai gối, cho đến một căn nhà hoàn hảo, một chiếc xe hoàn hảo, một cuộc sống hoàn hảo, ngay cả một viên kim cương hoàn hảo, thì thật tình ở trên thế gian này không có gì hoàn hảo. Và chẳng những không hoàn hảo mà nó không bao giờ làm cho chúng ta thỏa mãn hoàn toàn. Và nếu chúng ta có một đam mê và chúng ta khao khát rằng cái đam mê đó sẽ được thỏa mãn hoàn toàn thì chúng ta rất là ngây thơ. Bởi vì như vậy, thực tế đó, mà nói đó, khi mà chúng ta được cái này thì chúng ta sẽ nhanh chóng để cho nó lùi vào một góc tối để chúng ta tiếp tục khao khát chạy theo cái khác. Chứ không có nghĩa là nếu chúng ta có cái mà mình khao khát mà thỏa mãn rồi thì mình sẽ ngồi yên một chỗ không khao khát nữa. Nó tương tự như mình khát nước. Do ăn mặn quá khát nước, bị mình uống một ly nước nó khát nước đó, nó đã khát đó. Nhưng mà đừng ngây thơ nghĩ rằng một cái ly nước nó sẽ làm cho chúng ta hết khát. Hay là khi chúng ta bị ngứa, mình gãi đó, nhưng mà đừng bao giờ ngây thơ rồi mình gãi đến chảy máu đi nữa, mà nó sẽ hết ngứa. Ngứa là ngứa, gãi là gãi, hai chữ đó hoàn toàn khác nhau. Và một cái điểm khác mà tất cả chúng ta là người con vật rất cần để chúng ta thấy rằng mọi sự do nhiều nhân nhiều duyên, nó có tụ có tán, có hợp có tan, có đến có đi. Và thật ra chúng ta không ai có thể giờ có gì quan hệ cho chúng tôi một chút. Hello. Dạ cô vậy. Dạ. Dạ có cô Huệ, nhưng mà tôi đang ở trong lớp học á, có gì tôi nói chuyện cô Huệ sao nha. Dạ.
Dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ quý vị không nghe được hả? Nhưng quý vị có nghe được không? Dạ. Chúng tôi không biết gián đoạn bao lâu rồi, nhưng mà chúng ta nên kết thúc bài kinh này trong ý nghĩa là ác ma thì đưa ra cái hiện tượng vui thú dục lạc để muốn chi phối vị thánh niên. Nhưng mà thánh niên Vichaya bằng một câu trả lời rất ngắn nhưng mà rất rõ, đó là vị thánh niên thật sự đã phá tan cái bóng tối vô minh và nhìn xuyên suốt những cái bản chất, cái bản chất của cuộc sống là vô thường, khổ não, khổ ngã, bất tịnh. Do đó mà ác ma đã thực hiện biến mất. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Ngày mai này chúng thì chúng ta sẽ có môn tương ứng bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Kính tịnh lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Con nguyên xuân xin thềm mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Thank you.
Bye.